bởi vì nó rất là thân thương, rất gần gũi, tức là giữa chỉ huy và chiến sĩ là cùng ăn cùng ở cùng chiến đấu, cho nên là gọi nhau bằng anh em cực kỳ thân thiết. Thế thì mình có trao đổi với, gọi là bảo anh ạ, em xin phép anh là cho em về thôi, bởi vì em là đã có vợ rồi, cưới vợ xong là đi ngay, con em chưa biết mặt, và bố mẹ em rất là già, nhà nhà em thì cả năm anh em 4 người mặc áo lính rồi, đấy, cho nên em xin phép là cho em về. Thế thì trước khi mà về thì đã 2 lần là thủ trưởng gọi mình lên kết nạp đảng. Thế nhưng mà mình nói thế này, mình bảo thủ trưởng ạ, cái vinh dự này em xin không nhận, xin nhường lại cho anh em các bạn. Vì em biết rồi, nếu như em nhận thì có nghĩa là em sẽ phải ở lại. Đấy, nhưng mà cái nguyện vọng của em là em muốn được ra quân khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thế thì thủ trưởng có nói thế này, thế thì trước khi ra quân cậu giúp tớ một việc nữa. Đấy, sắp tới đây là có một cái đợt lính mới của Nghệ Tĩnh sang, lính mới tò te đấy, và khi họ sang đúng là lơ ngớ lắm, cũng giống như mình khi mới sang thôi, rất là thương anh em, nhìn thấy họ non tơ quá thì thương lắm, bỏ như thế này không biết giờ anh em đánh nhau được không. Thế thì khi có một cái lính mới sang đó thì mình mới tuyển chọn khoảng 25 chiến sĩ, xong đào tạo cho họ cái lớp quản lý cấp đại đội. Bởi vì bên đó mình có được đi học mấy chục ngày để làm quản lý trung đoàn bộ. Đấy. Và các anh cũng biết là mình là có cái nghiệp vụ sư phạm á. Thế thì mình chọn là mình tuyển 25 chiến sĩ có chữ đẹp và trình độ lớp 10, ngày xưa là lớp 10/10 thôi. Thì là mình mới đào tạo anh em được 1 tháng, sau thì anh em làm được hết, bắt đầu mới bổ sung với các đơn vị. Đấy, hơn 25 anh em. Thì sau đó thì đến khi mà có cái đợt ra quân thì anh Đăng Huệ cho quyết định cho mình về. Nhưng trước khi về thì anh có viết một cái giấy xác nhận để là gửi cơ quan mới là đồng chí Phạm Văn Minh là đủ tư cách là đảng viên, vì chiến trường khốc liệt nên chưa kịp kết nạp, đề nghị cơ quan mới. Vậy là vào chiến trường là ra quân không đảng viên, chỉ vì là sợ rằng không phù hợp được cái nguyện vọng của mình, có nghĩa là sẽ phải ở lại. Đúng rồi. Máu đúng thật, khi là đảng viên ấy, thì đảng phân công là chắc chắn rồi. Vâng. Nếu như mình mà chưa có nghề nghiệp á, và chưa cưới vợ thì chắc chắn là mình ở lại. Đấy, nhưng mà cái mình cũng có cái yêu nghề rồi, tức là được 2 năm dạy học trên miền núi, mình yêu nghề rồi, thế là mình muốn là được trở về cùng với lại cái nghề giáo dục của mình. Sau đấy về thì mình có quay lại trường không? Có quay lại dạy không? Khi mình ra quân á, thì có ông anh ruột ở trong miền Nam, thì anh ấy là đang làm ở công ty thương nghiệp Trị An á. Thì anh ấy lại bảo là thôi em ở lại đây làm với anh đi. Tại vì cái công ty này đang phục vụ cái công trình thủy điện Trị An. Đó, với cái nhiệm vụ rất là nặng nề, rất là cần người. Thế thì gặp được thằng em vừa bên Campuchia về, cái nằm ở trạm 557 Long Khánh á. Thì mình viết thư ngày đó, nó chỉ có điện thoại đâu. Viết thư 3-4 ngày sau thì anh đến, anh gặp, anh nói với đơn vị coi như là cho về cho cơ quan anh ấy nghỉ 1-2 hôm. Đấy, thì anh ấy bằng như thế thì em nên ở lại đây, cái công trình nó đang vào cái giai đoạn nước rút, cho nên là cũng rất cần người để làm, thế là mình xin chuyển ngành vào đó. Tức là cuối cùng cũng không quay lại nghề làm thầy nữa. Trong cái quá trình mà ở bên kia ấy, là một cái lực lượng mà luôn luôn, có thể nói là luôn luôn ở tuyến luôn luôn đầu. Đối mặt, đúng rồi. Luôn luôn ở tuyến đầu. Luôn luôn đối mặt tuyến đầu. Thì mình là tham gia nhiều trận đánh trực tiếp không? Mình tham gia 1 chiến dịch và tham gia 2 trận phục kích. Đó là cái chiến dịch tháng 3 năm 83. Tức là khi đó thì bọn mình đã trải qua những cái thời gian mà sống cùng anh em lính cũ này, và đã va chạm với súng đạn mìn rất là nhiều, vì ngày nào nó cũng tập kích mình cả. Có hôm là đang ngồi uống nước trên cái bàn tự làm, lấy rồi là đóng bốn cái cọc xong lấy ít luồng với gỗ lát xin, thì bắt đầu nghe tiếng xèo 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 qua đầu cái, thì 2-3 thằng vội vàng này nhào xuống cái chiến hào ngay bên cạnh này. Nhưng mà cái anh lính cũ anh Hùng 18, anh vẫn ngồi vẫn hút thuốc, anh cười bảo qua đầu rồi. Thì linh cũ người ta rất kinh nghiệm, khi nghe đạn reo 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 thì nó bay qua đầu.
Nhưng mà nghe chẹt chẹt quá thì ông làm xuống hầm ngay lập tức, đạn nổ ngay. Đấy, thế là sau đó thì là tháng 3 năm 83 thì bắt đầu mở một chiến dịch đánh cao điểm 175 và... Ồ, cái cao điểm 175 này mình nghe có vẻ cũng nổi tiếng ở bên Ý đấy. Đúng bạn ạ. Đấy, đánh đi đánh lại nhiều lần. Kể cái đấy đi. Vâng, đánh đi đánh lại rất nhiều lần. Thế thì cái chiến dịch đó thì mình đi cùng với sở chỉ huy tiền phương, đi cùng với trung đoàn trưởng Lenin. Mà anh Lenin thì phải nói rằng sư đã từng đã định là xây dựng thành điển hình thành anh hùng lực lượng vũ trang. Còn sau này thì mình về rồi thì không biết là anh có nên có trở thành anh hùng vũ trang, nhưng mà anh là một người cực kỳ gan dạ, thông minh, thao ác. Anh trước kia là lính đặc công rừng sát từ thời chống Mỹ. Đấy, cho nên là cái khôn, cái sự linh lợi, linh hoạt và cái gan dạ của anh thì có thể nói không chỉ trung đoàn 8 mà các đơn vị khác của sư 5 nghe đến anh ai cũng phải rất là phục, cực kỳ phục anh. Đi với anh có vẻ rất sợ nhưng lại an toàn. Đấy, anh rất là biết cách để hạn chế thấp nhất cái thương vong cho chiến sĩ. Và có một lần là mình cùng đi với anh ấy lên một cái đánh một cái phum, đó là phum Sarajevo. Đấy, cùng với các anh em bạn bè khác, trong đó có bạn Tùng Toát nữa. Thế nên bạn Tùng Toát là cũng đang ở thành phố Thanh Hóa. Thế là khi mà đánh lên thì bắt đầu chúng nó rút chạy ấy, thì có những người giẫm mình, có người giẫm mình, rồi anh đã vác cái chiến sĩ giẫm mình ra để cho anh em cứu thương, xong lập tức là chuyển về. Đây cái chiến dịch mà tháng 3 mình đi với sở chỉ huy tiền phương thì mình biết rằng có một cái nghe phong phanh là có một cái đơn vị bạn, chính là về sau này biết đó là C2 J1 E4, là ém quân lên trước, nhưng mà trinh sát dẫn ban đêm đi, cho nên là cái vị trí, cái tọa độ ém quân bị sai, cho lên quá cao lên quá cao, áp sát địch quá cao. Thế thì là anh em đào hầm và đã có phần bị lộ. Nhưng trong thời gian đó là chiến dịch chưa mở màn, cho nên anh em không được nổ súng. Đấy. Sau này gặp lại các anh em kể chuyện lại, anh em không, chưa có lệnh nổ súng thì không được nổ súng. Thì cứ thế là địch từ trong căn cứ của nó câu cối, đạn cối ra, B-40 nó bắn ra, B-41 nó bắn. Thế thì thương vong mất hơn nữa. Một đại đội đó là khoảng chừng hơn 60 người thì thương vong mất hơn một nửa, còn số một nửa ở đó họ đành cứ phải nằm im chịu trận, không được phép bắn lại. Người nói rằng là thấy chúng nó nhưng mà không được phép bắn, vẫn thấy mà nếu bắn là chúng. Và trong đó có anh Nấm, sau này chúng tôi gặp lại anh trên mạng thôi. Lúc đó chỉ còn một can nước, bên đó đánh nhau là phải mang nước đi chứ không có nước tuyến dưới là chưa mang lên được, chỉ còn duy nhất một can nước. Thì cái anh đại đội phó của cái C2 đấy, anh chôn cái can nước xuống dưới lòng chiến hào. Anh nói xin lỗi bạn là ở bộ đội nhiều khi nói tục, nhưng nói tục không phải là bậy bạ. Anh bảo thằng mẹ thằng nào mà uống là tao bắn, nước để dành thương binh. Anh em những người đang còn chiến đấu được, họ phải uống bằng nước đái của chính mình, uống bằng nước đái của chính mình. Và khi đó thì cái sở chỉ huy tiền phương của mình lên đó thì bắt đầu thấy anh em trinh sát thông tin là đi sau đó khoảng 2-3 tiếng sau về thì hỏi ra rằng là chưa tìm thấy cái đơn vị đó, thế là đi sai mất địa điểm, đi sai rồi, mà đang đi tìm họ, đi tìm họ nhưng mà vẫn chưa thấy. Thì sau đó thì đến ngày thứ ba thì mới tìm thấy họ. Ngày thứ ba tìm thấy họ thì lúc đó cũng chưa thể đưa thương binh với lại tử sĩ ra được vì chưa nổ súng mà. Thế thì bắt đầu là khoảng 4 giờ sáng thì bắt đầu thấy nghe anh Nết anh liên lạc ở trên máy bộ đàm á. Thì bắt đầu thấy có bắt đầu là mình với bọn mình mới đoán mà chắc là bắt đầu đến giờ nổ súng.
y rằng coi như là pháo, dàn pháo bên dưới đặt ở dưới phun tả sông bên dưới, cách bên dưới khoảng chừng 7-8 cây, pháo là bắn đầu tiên. Đấy, tất cả là hỏa lực tập trung vào cái cửa mở. Rồi H-12 thì anh khi đó thông tin là đang nói bằng những cái tín hiệu bộ đàm, nó tín hiệu cái gì mà sông Hồng, sông bé, sông con, sông bé gì đó. Anh bảo đưa máy đi, đưa máy đây. Anh cầm cái bảo mai đi tám hạ nòng sát đất, quét thật mạnh, bộ binh đang lên. Đó, nói thế xong cái là bắt đầu là tự nhiên thấy phía sau hai xe tăng vào lên, cái bọn mình bám theo xe. Đấy, tức là cái sở di chuyển cường đi theo cái hai xe tăng luôn để cứ bám theo cái vết xe mà đi. Bán rồi, chứ còn nếu anh người nào mà chạy chạch ra là rất dễ bị dính mình. Thế khi mà xe tăng lên gần đến cửa mở thì ngay pháo xe tăng vừa chạy vào bắn, và mình chạy ngay gần nghe rực người như này. Và đến khi mà vào lên cửa mở thì anh em bắn thì mình cũng bắn, thực ra có nhìn thấy đâu, thì nó đang tối mà mới có 4 giờ sáng thôi, đang tối rồi anh em bắn cứ thế, đạn như chiu rồi những viên đạn lửa nó lao đi thành cái đường kẻ này, thằng biết cái đạn lửa bắn như đó thì mình bắn theo đó. Mà khi bắn thì coi như là bởi vì cái tiếng pháo này rồi các loại hỏa lực lớn đó, nó nổ AK trong tay mình ấy, chỉ thấy cái rung rung chứ không nghe tiếng nổ, thì rung rung thôi. Đấy là cái chiến dịch mà mình đã tham gia, rồi sau đó quay lại đánh. Kết luận cái kết quả của cái chiến dịch ấy thì thế nào? Cái trận đấy kết quả thì như này bạn ạ, tức là có thể là nó đã biết trước là có một cái chiến dịch như thế, và trinh sát của nó ấy, phải nói là trinh sát của nó là nó đi nó lùng sục mình. Đấy, các cái đơn vị mà ém quân lên á, các đơn vị sau ém quân lên là anh nết anh dặn là không được nổ súng, cố gắng tránh địch, và cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy địch lần đó. Tức là khi mình mang anh nết mới bỏ, anh gọi 10 thằng lên, trong đó có cả vệ binh, cả thông tin, cả vận tải, cứ rút mỗi bộ phận một người, một hai người, một người thôi, một hai người, thế 10 thằng. Anh bỏ là anh bỏ anh chỉ mày thằng nào, mày tên gì, bỏ em tên Minh. Vì thấy mình có vẻ lớn tuổi chắc lại tưởng là lính già rồi, mày dẫn 10 anh em nhé, mang 10 quả đạn H-12 lên trận địa của J-22 Đón Lõng. Đấy, thế là bắt đầu mình ấy, 10 anh em là vác mỗi người quả H-12. Thế bảo đi đường nào anh ơi, mày lần theo cái dây điện thoại, công cái dây điện thoại hữu tuyến đến đâu, mày lần theo dây điện thoại đó lên, mà đi nhanh lên mà về, đi nhanh lên về, trời chiều tối rồi, đến nó cũng tầm này, trời chiều nữa, nhưng không được nổ súng, nhớ chưa, nhanh lên về. Đấy, thế thì mình lần theo cái dây điện thoại lên đến nơi thì anh em đang tất nhiên là đã có những cái kinh nghiệm rồi, nhưng phải đi giãn cách ra, cách nhau khoảng 5-7 mét một người. Đấy, ở bên nó phải đi như thế để nếu như mà có ai bị dẫm mìn hoặc là bị nó bắn thì chỉ hy sinh một người thôi. Đó. Thế thì đang đi thế thì tự nhiên mình giật mình lên, thấy một người trông vẫy này, mình nhìn thấy ôi rồi, thành ra là cái ông đại đội trưởng gì đó trên đó, ông đang vẫy bọn mình phải ngồi phải bỏ vàng xuống. bỏ xuống xong lại vẫy xong chỉ là mình bỏ lên cái đó để quả này đó. Thế xong mình bỏ cho anh, thấy anh đang cầm khẩu cam đi, bên cạnh là một chiến sĩ B-40 đang trên B-40 đang gióng theo này, thì thành ra nhìn theo qua cái khe lá nhấp nhô có khoảng chừng hơn chục cái đầu, nó đang đi xong mà ngồi lên cỏ chanh cỏ le nó cao ngang đầu người nhấp nhô. Lần đầu tiên mình nhìn thấy địch. Đó là cái toán kiểu trinh sát của nó đang đi lùng sục mình đấy, nhưng mà không được lệnh nổ súng. Đấy, mà rất may nó đi ngang qua chiếc đội hình thôi, chứ nếu mà đi thẳng mình thấy nó nhưng nó không thấy mình. Đúng rồi, mình thấy nó không thấy mình. Nhưng nếu hôm đấy mà nó mà đi thẳng qua đội hình thì chắc vẫn phải nổ súng thôi. Đấy, mà khi nhìn thấy cái thì tự nhiên có một như cái luồng điện nó lạnh hết cả người bạn, từ lưng đến cổ gáy giống như cái luồng điện. Lần đầu tiên nhìn thấy địch như thế. Thế sau đó thì mình bỏ anh em coi là để coi là tập trung là về quá rồi sau đó bỏ thôi, mình rút thôi, chứ mình không có nhiệm vụ ở đây. Nếu đánh nhau là mình ở lại, nhưng không đánh nhau thôi mình về. Thế là bắt đầu bỏ rút ở phía sau về. Nhưng khi về đến một cái trảng trống thì cứ lần theo cái điện thoại nó ngực ngọng tối rồi. Thì dây điện thoại đứt không thấy đâu cả. Thế là mình bảo anh em là tản ngay bên tìm cho, đang tản để tìm cua cho mình, dây điện thoại nó qua cả bụi tre nữa mà. Thì tự nhiên nó tới ở bên kia chẳng bắn nhanh vô vàng mà
mình bảo anh em bảo, tán ra nằm xuống. Đấy, nhưng mà tất cả nói thế thôi anh em còn nhanh hơn mình nhanh lắm. Thế là mình cũng lao vào một gốc cây, bỏ lên gốc cây nằm. Còn cái thằng đi trước á thì anh cũng có một cái mô đất lao đấy. Đấy, thế xong bắt đầu là bên kia bắt đầu mình thấy ở trong bụi rậm vẫn có những cái tia chớp 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 là bắn toàn AK thôi. AK nó bắn ra nó đang phập 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 đạn găm vào gốc cây nằm. Ui nghe nó găm vào những cái mỗi cái thốn rồi sợ lắm. Mình không cho anh em bắn bởi vì anh nết dặn thế rồi. Thế là có lẽ là nó không phát hiện ra thì sau đó thôi. Đấy, coi như là thoát cái chỗ đó một lần. Khả năng đấy bọn nó chính xác nó đi nó cắt đứt cái đường dây điện thoại ưu tuyến bạn ạ. Nó cắt đứt xong nó phủ, nhưng khi đó là trời tối nha anh em, nó không biết là lính nào cả, có khi nó không biết là lính mình hay lính nó nữa cơ. Thì nó bắn nhưng mình không có phản ứng, không có quá bắn lại thì nó thôi đó bao nhiêu luôn. Đấy, mình đang hỏi cái kết quả của cái chiến dịch ấy. Cái chiến dịch đó thì mình không nắm được lắm, nhưng mà khi đánh lên á thì thực chất là cái xác mà bọn nó để lại là không nhiều. Có một chi tiết này, sau khi dây điện thoại bị đứt thì sáng hôm sau anh em thông tin hữu tuyến phải đi nối lại, nhưng biết rằng là đó là bị địch nó cắt, thì nếu đi nối nó sẽ phục mà nó cày mìn nó sẽ cày mìn. Thế nên là phải dùng bộ đàm. Đấy, lúc này phải dùng bộ đàm là điện lên 212 nói là bây giờ hữu tuyến đứt thì sẽ phải cho anh em nối lại, nhưng nếu có gặp địch thì phải hỗ trợ đó. Thế thì điện dùng bộ đàm ấy. Và người đi nối lại là bạn Phan Hưng, hiện nay bạn đang trong thành phố Hồ Chí Minh. Thì hai chiến sĩ thông tin hữu tuyến là có nhiệm vụ đi nối lại. Thì sáng sau đi nối lại thì khi vừa đến chỗ đó thì bị nó bắn, thì hai người đã coi như là nhanh chóng như là vừa bắn trả vừa chạy. Và rừng nó mênh mông như này cũng rừng che bộ đội nhưng cũng che quân thủ của nó, chứ không phải nó mời quân thủ đâu. Đấy, thì may là thì nghe tiếng súng thì bắt đầu anh em 22 mới triển khai, cũng gần đó thôi. Đó, triển khai thì coi là thịt được hai thằng, còn số còn lại chạy mất. Đấy là hai thằng là mình diệt trước rồi, còn lên đến trên lên đến cái điểm của nó, cho con điểm 15 á, thì hầm hào của nó mình là nó lộn xì ngầu hết máu me. Với lại mình lúc đó đến lên đến nơi mình được nhiệm vụ dừng lại để có đưa anh em thương binh tử sĩ về. Thì có một bạn là bị cụt giò, cái dân bè này là do lúc mà theo xe tăng lên đánh cửa mở, bạn nó chạy chạch đường thì gặp mình khi nó lên mà mình nó nổ dưới bánh xích của giang, cái lại mình bộ binh mình zip mà ta cho bên đó gọi là mình 652A và 652B. Đấy thì nó nổ là mình bộ binh thôi, chứ đối với xích xe tăng thì chả giải quyết không vấn đề gì. Nó cán qua thì một bạn đã bị sau đó thì anh em đã garo bắt đầu đưa ra thì nó bỏ em khát nước lắm. Thế xong là mình mới còn ít nước ở bình tông á để rót chuyển sang, bảo không được uống nhiều nha, uống nhiều chảy máu nằm đi đó. Thế anh em cám về, thế là mình kéo ông vào bụi nằm đó, cũng kéo vào bụi không nên để cái chỗ để. Thế là đến khi mà mình quay lại thì không thấy bạn đâu nữa, thì là chắc là vận tải chuyển xuống rồi. Thì mình là đang phải cám về một tử sĩ nữa. Đấy, mình với thằng Tùng Toác và thằng Minh Lì cùng tổ thì cám một cái đồng chí như là hy sinh á, mà chắc là chết từ cách đó 2-3 ngày rồi, chết được ở thuộc cái đơn vị C2-D1 60 từ trận trước đấy, trận đó là cái đơn vị mà vào sai chỗ. Đấy, vào sai chỗ và lên quá cao bị vậy. Thì khi cáng thì bao giờ cũng là đầu đi sau chân đi trước. Đấy, để cho nó cái nặng hơn, dồn phía sau á thì cái người đi sau thì nó nặng hơn nhưng vẫn dễ đi hơn là người đi trước. Người trước nó vướng cây cối dây dợ, nó cứ quăng quật thế này, nó chật chẹo lắm. Nhưng mà cái tay của bạn tử sĩ đấy là cứ thắng cứng đờ này thành giống cái ngạnh cá, nó cứ vướng một cây dây các thứ ở trong rừng, mà khi đi trong rừng làm gì có đường, cứ thế cắt mà đi thôi. Thế là mình bỏ, mình mới lấy một cái dây rừng, mình bảo ông chịu khó nhá. Đấy, tôi mới mình buộc cái tay, buộc vòng qua giếng võng, buộc lại, buộc trụ cái tay đấy. Mình mới đi mới dễ. Có những lúc đã như thế, khi đó anh em hy sinh này, bị thương này, thấy nó bình thường, vì máu me nó bình thường lắm. Nhưng đến sau này mình nghĩ là thấy dùng được và rất thương.
thương nhiều. Tức là cái trận đấy thì khi mình đánh lên là mình chiếm được cái cứ điểm. Mình chiếm được 175. Nhưng rồi, mình không biết, không biết là cái thương vong của địch thương vong nó bao nhiêu không biết. Cái xác nó để lại không nhiều đâu. Nó không để lại nhiều, nó cũng mang được đúng đâu rồi, nó mang vì nó sát với biên giới, sát biên giới Thái Lan thì chúng nó sẽ mang đi. Nhưng mà sau khi mình đánh xong thì mình cũng bỏ, mình cũng bỏ. Chứ cũng không giữ đúng không? Đánh xong cái đó thì tiếp tục quay chuyển hướng và đánh căn cứ Bremont là căn cứ sư 519 của quân Quốc. Đấy, là cùng chiến dịch thì đánh liên miên, đánh hết chỗ nọ. Cái thằng 175 này này là hình như là nó cứ luôn luôn chiếm, còn mình thì cứ đánh tan vâng, nó rồi. Ra. Mình đánh tan xong mình phải rút về thôi, chứ mình không đi. Không nằm lại được. Thế cái 175 này là nó nằm trên đất Campuchia hay đất Thái Lan bạn nó, biết không? Nó nằm trên đất Campuchia. À, nằm nhưng mà nó giáp biên giới. Giáp biên giới. Đấy. Thế có bao giờ mà các bạn đánh sang Thái Lan không? Ôi trời có, sao mà không biết. Thực ra là mình sang mình không biết mà hôm nay tí chết. Thế này tức là sau cái đánh cái cao điểm 15 nha. Thì bắt đầu là được nghỉ một đêm, chờ cái hậu cảnh đưa cơm vắt lên với nước lên. Mà nước là múc ở dưới suối, cái suối CLO, những cái phun CLO. Nếu bạn mở cái gì đó, Google Map thì bạn có thể nhìn thấy nó. Đấy. Mà mình nhìn thấy nó, bây giờ mình nhìn thấy nó, mình những cái kỷ niệm nó lại, nó mình cứ chỉ muốn sang nó một lần. Đó. Thế thì hậu cảnh đưa lên, đưa tiếp nước tiếp lên. À lại nói luôn, là trước khi tước tiếp nước lên, là một xe lên bị nó phục kích. Bị phục kích là xe lật xe, nhưng mà lái xe chạy thoát. Anh em tiếp tục nằm chờ khát nước. Và không ít người đã chết vì khát. Không có nước. Mùa khô bên đấy cực kỳ, hàng chục cây số là không hề một giọt nước, khô rang. Không lấy đâu giọt nước. Đến khi mà đánh hậu cần xe thứ hai lên chia nước anh em xong rồi cái thì là bắt đầu tiếp tục chuyển hướng đánh căn cứ Bremont, cái tên đó là Bremont. Căn cứ này nó cũng nằm trên đường biên Thái và Campuchia. Đấy. Thế khi đánh lên nó, đánh lên đó, thì nó cũng bỏ chạy thôi. Thì hầm hào của nó tuyệt vời. Đó là căn cứ của nó ở cái điểm cao. Nó nhưng mà bên kia về phía tây phía nước Thái ấy, thì nó cái triển đồi nó thoải thoải này, thoải thoải mà cũng dừng. Thế xong mình nhìn xuống bên dưới thì có một cái phun lác đác khoảng hơn chục cái nóc nhà sàn. Mà lúc này thì anh em không còn cái gì ăn cả, rất đói và rất khát, không gì ăn cả. Mà không biết bây giờ nằm đây chờ đây thì như thế nào, cứ lạnh mà nằm đó. Mà khi vừa đánh lên thì mình đó, thì là anh Thịnh Bọ, mình gọi là Thịnh Bọ, vì anh ấy là quê Hà Tĩnh. Anh bảo các đồng chí phải củng cố ngay hầm hào, nó sẽ pháo kích. Nên là mình với lại thằng Lê quê trong An Giang Châu Đốc. Thế là kéo những cái cành cây, mà nó cưa, bọn quân Quốc nó cưa, nó làm hầm là biết còn lại cành cây trên mặt đất. Mình kéo vào cái chiến hào này, mình tấp lên. Đấy. Thì vừa mới tấp lên cái thì đang ngồi hút thuốc. Thuốc dê thôi, mỗi thằng mang thêm một tí thuốc dê nữa. Đầu thuốc thì bắt đầu tôi nghe, nghe nó xoẹt xoẹt oanh cách đó khoảng chừng mấy chục mét. Thì cách đó mấy chục mét là thằng Sáng đang nằm ở cái võng, mắc cái võng nằm. Hắn rất nhanh, hắn lao xuống dưới chiến hào luôn, để cái võng nó bị bấy nát. Hắn lao xuống xong thì quả đạn nổ. Nhưng mình mới đẩy thằng Lê nhảy xuống, nhảy như thế nào thì sau đó là nó pháo kích liên tục. Đấy, nó có liên tục. Thế trong cái lúc pháo kích như thế thì tự dưng thằng Lê còn sợ quá, nó bảo chạy đi Minh ơi. Thế là mình phải túm lấy đầu nó, dìm nó xuống, hai thằng chúi đầu với nhau dìm xuống. Thì tự dưng mình thấy nó tức ngực, hớp một cái thì rất là tức ngực, khó thở sặc sụa lên. Thế đất nó rơi vào chả nghe gì cả. Thế một lúc sau thấy là thôi không có gì nữa, thì hai thằng mới lên bỏ lên rũ hết đất cát lên sờ thì không thấy được gì cả, chỉ có cái chân mà nó thò ra ngoài, cái chân ấy chỗ mà nó không có cây che chắn trên ấy, thì nó bị cát nó bắn vào thì nó lấm chấm gì máu, giống như là cái rôm ngày xưa nó cắn thì lấy tay xoa là không thấy được gì cả. Ở thế thì may rồi. Thế đấy cũng nhìn lên thì cái gốc cây mà nó nằm bên trên thế nào ấy, cái gốc cây có khoảng chừng cao khoảng 1,5 m, nó to khoảng chừng 25 phân này thôi, tầm này hơn gang này thôi, thì quả đạn pháo rơi trúng ngay cái gốc cây này. Đấy, còn hai thằng nằm bên dưới. Chứ là về sau mình về mình kể với ông cụ nhà mình. Ông cụ mình bảo là nhà ta có bà cô trẻ
bà đi theo che chở chúng mày, trên cả anh mày thời chống Mỹ cũng không chết, anh mình là lính giải phóng, ông đi về 68, 75 cũng kinh khủng lắm. Đấy, đúng là cái số nó may mắn, chứ không thì hôm đó thì hai thằng chung một ngày rỗ rồi. Đấy, nó chỉ chạch ra tí thôi, bạn bảo bây giờ cái này mà nó rơi trúng ở đây nó vỡ toe toét này, thế rồi toét là cái sóng xung kích á, là nó làm cái đất cát thì còn nó bắn rào xuống là nó à, để nói tại sao cái chân mình là bị như thế, là vì khi mà hành quân đánh nhau chiến dịch rồi thì là nó rách quần áo ngày xưa của mình lúc đó rất là kém, như quân trang á, mình lúc đó nghèo mà đất nước đang bị cấm vận, nghèo nó toàn vải kaki, nó định cái gì đó nó kém, thế là đi nó bị rách ra thì mình mới xé ngang cái đầu gối, xé vứt nó khỏi vướng, thế nên cái bây giờ nó cứ bị đất cát nó bắn vào nó dớm máu thôi, nhưng mà rất may là sợ không bị gì cả, nhưng mà về ù tức ngực khoảng vài ngày thôi. Vài ngày đấy, sau đó thì chờ cái hậu cần không thấy lên, mà nước thì không có mà khát, mà có một cái vũng nước mà khô, cái vũng nước nó rất là ít thôi, mà nó giống như nó còn suối bọt xanh xanh ấy. Có thằng bị xuống lấy uống, thế mình gọi dừng lại đứa đừng uống, coi chừng nó bỏ thuốc độc, mà cũng uống vào không cái nước như thế bạn bỏ sao uống, nó xanh nó suối bọt, nó suối đi rồi. Một con tí này thôi, toàn bùn thôi. Thế sau đó là mình với lại anh Mùa, lúc đó mình là tiểu đội phó rồi, anh Mùa tiểu trưởng bảo thôi, ta mày xuống cái phùng kia xem, chắc chắn là cái bọn kia chạy hết rồi, không còn đâu, xuống xem mỏ có gì. Thế là hai em ấy là lò mò xuống, thì có một cái lối mòn đi xuống, mà lối mòn hai bên cỏ tranh nó cũng cao, tầm ngang ngực này. Thế là mò thì anh đến một cái ngã ba, thì bên trái thì có thấy xuống một cái chỗ cái hõm sâu về đây, thì bên kia là cao, bên dưới là triền đồi, mà thì cái chỗ đó có cỏ tranh đang là xanh nhiều lắm, anh bảo chắc chắn chỗ này xanh này là phải hầm mướt, may ra có nước. Đấy, thế bảo tao đến đây nhá, còn mày đi kia, mày vào mấy cái nhà kia xem có gì ăn. Thế là hai em này chia hai ngã, anh đi xuống, anh cầm theo mình hai can với cái bình tông đeo đây nữa, cái can vàng ấy, can vàng 4 lít. Nên là mình thì gọi là lò mọ vào thì tất nhiên là phải rất là cảnh giác đó. Thì bắt đầu đến cầu thang, hay là nhà sàn mà, đến cầu thang gái thì một tay phải giữ cầu thang để bò lên, một tay thì mở khóa sẵn an toàn rồi, sẵn sàng nhá đạn rồi. Lên từng bậc một lên nơi nhìn thổi quần áo xà rông tung tóe rồi, toàn đồ cũ mà, nhưng mà thấy một cái đầu lợn nó vứt ở giữa nhà, ruồi nó bu đầy, mùi bốc mùi thôi, rồi chả thấy gì nữa, nó bu đầy bốc hôi còn ăn cái gì nữa. Đây xuống, lại xuống, xuống rồi tiếp tục đi sang cái nhà thứ hai. Thế vừa mới ra khỏi đó cái thì nó bắn. Nó bắn nhưng mình không biết là nó bắn từ cái nhà nào cả, bởi vì là nó có tranh á, từ thùng chạy thục mạng. Chứa chạy nhanh nhất. Đó, rồi bên đó thì bọn mình có cái câu là bắn chưa chắc đã trúng, mà trúng chưa chắc đã bị thương chưa chắc đã chết, rồi cứ chạy. Chết chưa chắc đã sống. Nó chạy hay là chạy thục mạng, nó vẫn bắn theo đạn, mà đạn bắn nó chiu chiu mà nó cắt cỏ tranh giạt thôi mà. Có những cái mà không trúng. Rất may không trúng, đang chạy vốc phát ngã phát còn súng văng lúc mà. Nó bò lồm cộm quay lại lấy súng. Nhưng mà cái tay cầm can vẫn không bỏ. Rất là lạ. Đúng là cái người như thế nào, không cái bản năng đấy. Chả còn cái lý trí đâu, bản năng. Chạy về những cái ba hai thằng đâm sông vào nhau luôn. Anh Mùa thế nó bắn, nó bắn kinh quá, tao chạy đây đâm sầm vào nhau. Thế rồi thế là chạy thoát được cái rồi, anh lên nước vẫn có nước được hai can, nó mới lên nửa bình tông, đang nói nửa bình tông thì nó bắn là chạy. Thế là anh em về rồi chia cái nước cho đi tìm nồi bắn thủng hết rồi, có mấy cái nồi cũ nó bắn thủng hết trước khi nó bị rút sang, Thái Lan đánh bật sang Thái Lan, có từ khi mấy cái xoong nồi bắn thủng. Đấy, bọn nó đều thế. À, trước khi không đi, nấu được. Trước khi đi là nó bắn thủng nồi nó đi. Những cái nó bỏ lại là đấy, nó phá đi. Nó phá. Trước khi mất chốt là nó phá không còn gì cả. Thế cái phung mà mình vào đấy là phung Thái à? Thì tôi đoán rằng đó là cái phung tị nạn mà nó sẽ nằm ở bên đất Thái. Bạn ạ, đúng không ạ? Đấy, còn cái căn cứ này thì nó nằm ngay giữa đường biên á, thì thực ra là cái đường biên của nó cũng chỉ là một cái gọi là khái niệm tượng trưng thôi. Mà khi lúc mà bọn mình lên đến đó thì sau đó nó còn bị coi là máy bay Thái á, nó lên nó lượn trên này,
nên trên dòng thi thoảng nó lại thả ra một quả cối, quả cối mà cối là cối cối pháo hiệu được kiểu như là đánh dấu á. Khi quả cối nổ một cái thì nó dựng lên với cột khói trắng đánh dấu, ý thì muốn nói là đây là lãnh thổ nhà tao rồi, bên kia là Thái, chúng mày đừng sang. Thế là tự dưng thì thấy có một quả H-A72 tên lửa A72 bắc vai ấy, bắn lên ngon ngon lên thì không trúng. Thế là nó bộ vàng nó liệng liệng sang kia, cái loại máy bay ngày xưa hay là cánh bằng bằng này nè, bằng trắng thì... Tức là bác ấy thả quả nó pháo thả. Để bảo là nhà em đây bác đừng vào, khả năng là nó như thế. Thế nhưng thế mà còn... ông anh ở dưới vác khổ tên lửa bác vai ấy, bác bắn A-B-2 nhưng mà cũng không bắn trúng. Nhưng khả năng có thể không nên bắn trúng. Không bắn trúng mà là ý mình là không bắn đấy. Là bảo tao biết rồi nhưng đừng nói nhiều. Là bắn cái chứ không biết là bắn kém hay là không bắn trúng. Bọn đã bắn cái đấy không bắn là trúng đấy. Liệm vát là bộ vàng mất hút sang Thái luôn. Ý là bảo đừng có nói nhiều. Thế thì mình mới đoán là cái chỗ mà cái phum mà có cái một dãy cái nhà sàn có hơn chục nóc nhà thì có thể nó đã nằm bên đất Thái, thì có bị bọn biên phòng Thái nó bắn đấy, hoặc là cái bọn quân đốt nó còn đang lén lút bên kia kìa. Có bao giờ đánh nhau với biên phòng Thái? Mình thì không, nhưng mà anh em thì đánh nhau nhiều. Có đụng, có chạm chán với nó, chạm chán thôi nhưng không phải đánh nhau thật. Chạm chán thì kiểu nó cũng bắn để coi như là ít cảnh báo nhà đấy. Nó phải giữ nó, thế. Chứ còn vẫn có những đơn vị là đã từng vòng sang Thái để đánh về đánh cái trại, đánh về. Cái chỗ mà căn cứ đấy, bởi vì thế này này, cứ mỗi lần mình đánh thì nó lại chạy sang Thái tức lắm. Cho nên đã có những lần là vòng sang Thái, em chủ lực á, chạm lực đánh chặn từ sau lưng nó để không giúp. Thế đói thì ngoài trận ấy ra đói nhiều không hay bị đói không? Gần như mùa mưa lại cũng đói. Lúc mà chiến dịch thì đánh nhau thì đói là dĩ nhiên rồi, bởi vì tất cả hậu cần là phía sau cả. Anh em chỉ phát theo là một ít lương khô này với lại cái gạo sấy khô rồi. Thực ra là cái cơm nó sấy khô đóng vào cái bịch ni lông. Khi nào muốn ăn thì mở cái túi bịch ra, đổ nước lã vào, chờ khoảng chừng 10 phút thì nó trương lên, trương phình nó rời rời này cái ăn. Với lại được phát thêm một ít thịt hộp, cái loại là nhỏ thôi, loại 250 gram, loại cho cá nhân đấy, để cho nó tiện từ từng bữa ăn. Đó như thế. Mình có viết lại cái hồi ký nói câu tả lại cái chiến dịch đó, thì nói chung là mình thì không có năng khiếu lắm, nhưng mình nhớ được nên cũng viết lại, còn mỗi lần cũng vẫn đọc lại và thấy nên có viết hồi ký. Có cái chiến dịch là anh tháng ba đâu bắt đầu mở màn là ngày 6 tháng 3 đấy, ngày thành lập đoàn đấy. Thì đâu khoảng sang tháng 5 thì trung đoàn mình lại túm được một thằng túm sống được. Rồi thì nó ngày nào nó cũng tập kích mình mà, thế nên là có hôm lại vây được đấy, túm được thằng thì giao về cho tiểu đội mình giữ, vệ binh mà giao giữ. Thế thì mình đã giữ nó, vẫn đối xử cho nó tử tế thôi.